Một nghiên cứu đã được công bố vào ngày 27 tháng 10 được thực hiện bởi các nhà khoa học ở Canada, Mỹ và Brazil về thuốc fluvoxamine, một loại thuốc chống trầm cảm giá rẻ và được sử dụng rộng rãi để giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ cao phải nhập viện. Kết quả nghiên cứu được thực hiện với gần 1.500 bệnh nhân COVID-19 ở Brazil được sử dụng fluvoxamine hoặc giả dược, cho thấy là thuốc này làm giảm 1/3 nhu cầu nhập viện theo dõi y tế, kéo dài. Họ đều là những người có nguy cơ mắc bệnh nặng vì có bệnh nền, chẳng hạn như tiểu đường. Một số bệnh nhân phải vật lộn để dung nạp và ngừng dùng thuốc. Tuy nhiên, trong số những người gần như tuân thủ tuyệt đối chỉ định của bác sĩ, loại thuốc này còn mang lại nhiều lợi ích hơn. Ở những bệnh nhân đó, fluvoxamine làm giảm 2/3 nguy cơ nhập viện, đồng thời làm giảm nguy cơ tử vong. Ngoài ra, vẫn chưa có kết luận về việc liệu có nên kết hợp fluvoxamine với phương pháp điều trị khác hay không, hoặc tác dụng có lợi nào của loại thuốc này với những bệnh nhân COVID-19 nguy cơ thấp.